Rất vui gặp lại anh em trong video hôm nay, lại là mình KKTFT đây. Trong video hôm nay thì mình sẽ thể hiện cho anh em xem sức mạnh của cũng như là cái độ trâu bò của Aidat khi mà cầm giáp siêu linh kết hợp với giáp máu nha anh em. Giáp siêu linh ý thì mỗi giây trôi qua nó sẽ hồi 5% máu dựa trên lượng máu của tướng sở hữu. Và mình đã lắp cho Aidat một cái giáp máu rồi để nó có thể đạt tối đa lượng máu. Em có thể thấy là mỗi giây Aidat mình hồi tới 212 máu. 1 giây hồi 212 máu, vậy là 5 giây là nó đã hồi được 1.000 máu rồi. Mà Aidat này là một cái vị tướng nó rất là trâu bò với cái skill tăng giáp cũng như là tăng máu nữa. Phía sau mình đó là Seiya bắn thoải mái. Seiya này không có cooldown, chứ nếu như mà có cooldown thì chắc chắn là Seiya sẽ đạt được tốc độ cao nhất. Bởi vì Aidat này... Wow, lại thêm một Aidat nữa này. Vậy là trong cái trận đấu này Aidat mình lên 3 sao là chắc chắn rồi anh em ạ. Mình chỉ cần roll thêm một con nữa thôi. Và một cái nôi cô rớt ra từ trang bị Kim Long là ngon luôn. Thời gian bắn thoải mái. Ui, ghê vậy, thua luôn ạ. Nhưng không sao. Đệt, giáp máu anh em kìa. Phải nồi. Vậy là chúng ta sẽ có hai cái giáp máu cho Aidat. Tối đa, tối ưu cái lượng máu mà Aidat có thể sở hữu được. Một con Aidat nữa thôi, làm ơn. Không có rồi. Vậy là Ant-Man, người vào đấy đã cho mình cầm hành. Ván này chắc là thua thêm một game nữa anh em ạ. Team mình thì không có cuồng đao, còn phía bên kia thì Varus lại có cuồng đao. Em mình trâu, em người ta cũng trâu, đâm ra là kiểu như con tướng mình khó chết ấy, thì Varus nó lại càng được đà, nó bắn nhanh hơn. Nên là mình bị thua. À, chót thêm một phát nữa mới có. Ui, Aidat 3 sao rồi này. Khỏi cần đến cái trang bị từ Kim Long luôn anh em ạ. Aidat 3 sao như này thì chắc chắn là mình không thể nào thua được nữa rồi. 100% luôn. Tướng chủ lực của bên mình thì trâu khỏi nói rồi, còn tướng của người ta thì không thể nào trâu của tướng mình được. Nên là chúng ta có thể phá phòng ngự của đối phương. Tiếp theo đó thì chỉ việc công thôi. 6.000 máu ạ. Một con Aidat 6.000 máu cầm trên người giáp siêu linh với cả hai giáp máu thì anh em thử xem nó trâu như thế nào, cộng 500 máu, 300 máu. Anh em có thể thấy ạ, lượng máu của Aidat nó không thể nhích mất quá 1/3 luôn. Chỉ tầm 1/4, 1/5 là lại hồi đầy lại. Quá nhây. Bây giờ chắc mình sẽ bán đi một vài tướng nha. Để cho anh em có thể thấy được cái độ trâu của Aidat nó rõ ràng hơn. Dạo này thời tiết nó thay đổi thất thường quá, đâm ra là mình dễ nó bị ốm anh em. Ok, chúng ta gặp bản ảo của Ant-Man 113. Lần này thì không thể nào thua được. Chắc chắn. Yaoi làm sao mà trâu bằng Aidat được. Trời ơi, nhìn máu của nó kìa. 6.400 máu. Cứ mất một chút để hồi đầy cây. Yasuo chém thoải mái. Đừng nói đến động vào Aidat, anh em nhìn thấy cái lượng giáp mà Aidat boost cho đồng đội kìa. Volibear cũng không thể chết được nổi luôn. Đấy mới chỉ là Volibear 1 sao nha. Quá trâu bò. Bây giờ thì chỉ còn hai người thôi, mình với cả Ant-Man.
Thế là trong round tới mình sẽ bán nhiều tướng hơn. Hay là bán hết đi nhở? Bán hết đi, để mỗi Saiya với cả Idaf thôi. Tiến thì chắc chắn là ăn nổi rồi. Chưa. Bán hết luôn. Anh em cùng thử xem nha, Saiya với cả Idaf. Giờ thì mình chụp hình cái. Chụp để làm hình thu nhỏ anh em. Vẽ với anh em nữa. Buôn hồ khác, em hồ khác. Đối phương 9 người, đối phương chúng ta chỉ có 2 người thôi. Ui, Yasuo pháp sư luôn à? Ác vậy. Yasuo pháp sư cũng là một cái trải nghiệm khá là thú vị, nó sẽ lướt liên tục luôn, không ngừng nghỉ. Úi xồi ôi, hồi một phát đầy cây. Châu chưa? Làm phát 2500 máu, lại như cũ. 2500 máu. Nhưng mà châu thì đánh lâu chắc cũng chết anh em ạ. Đến đoạn URF thì mình thua rồi. Không lại được. Hồi phát 5000 máu. Kinh khủng. Chắc là mình sẽ mua thêm một vài vị tướng nữa và kết thúc trận đấu này thôi. Hay hát tuy châu nhưng mà cái lượng công của mình nó không có đủ. Và sang chế độ URF thì mình bị thua chắc. Rồi pick thêm một vài vị tướng 5 tiền nhá. 3 này. Xoe. Yasopai. Rồi. Không có con nào 2 sao cả. Mà chúng ta không cần thiết lắm. Một sao là đủ. Chưa Ok, trận đấu này thì đủ quy chắc của anh em ạ. Tuổi, trời ơi, như cái đã không hút giáp cho anh em kìa. Một đống giáp ảo luôn. Giữa em với cả Soraka xài skill thoải mái. Châu thì thôi ấy. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều, đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và đây là Idaf giáp siêu linh kết hợp với hai giáp máu. Cảm ơn anh em rất nhiều.